Dạ buổi sáng, mấy bạn thấy Tuân giống con người không? Nhưng chỉ giống hình tướng bên ngoài thôi đúng không? Bởi vì Tuân là người cá mà. Ngay cả việc làm và nhận thức của Tuân cũng hoàn toàn khác với con người nhiều lắm. Làm người thì các bạn chỉ nghĩ đến việc ăn ngon, mặc đẹp, sống hưởng thụ là trên hết. Còn thành người cá là phải luôn tập sống khổ hạnh vì thiên nhiên và động vật. Đặc biệt là phải luôn rèn luyện bản thân để bỏ được dục, thứ mà con người ham muốn nhất. Người cá thì không có giống Phật, có được tình yêu vĩ đại đến tất cả muôn loài, từ con người đến động vật và thực vật. Người cá cũng không giống Chúa Trời, có được tình yêu bao la cho nhân loại, chịu khổ hạnh tới mức bị đóng đinh lên cây cột mà vẫn tha thứ từ bi như một vị Bồ Tát. Người cá cũng không thể gan dạ như các vị thánh, thấy chuyện bất bình là chơi liều, thắng làm vua, thua làm giặc. Bởi vậy bây giờ mấy người theo đạo Hội cứ đánh bom tự sát. Mà vậy tưởng là hay. Người cá chỉ là một dạng cao cấp hơn của người, chỉ yêu thiên nhiên và động vật, luôn muốn giúp trẻ em trở thành người cá, bởi vì trẻ em rất dễ trở thành người cá hơn là người lớn. Ai cũng có thể trở thành người cá luôn đó, hoặc tiến hóa thành tiên cá như Pokemon, từ người thành người cá rồi lên tiên cá, thích không? Đúng rồi, người cá là một dạng tiên. Vì khi cơ thể của bạn không còn tham nữa, bạn sẽ ít khi đói, khi lạnh, khi khát, giống như một số cây xanh. Không cần bón phân mà cũng sống được, chỉ cần hấp thụ nước. Người cá chủ yếu nạp năng lượng từ không khí và vũ trụ. Nhưng môi trường không khí Việt Nam ô nhiễm quá. Mà làm sao để làm được vậy? Mua đuôi người cá để được tiến hóa nha. Rồi tập luyện lên tiên cá cùng Tuân. Càng nhiều người cá xuất hiện, thế giới này sẽ mau chóng thành cõi tiên, xóa sổ được luôn ngày tận thế. Còn mấy bạn chưa đủ duyên thành người cá thì cứ tiếp tục sống ảo mà làm người đi. Còn tôi phải thực hiện sứ mệnh của mình đây, cho bạn biết điều cần thiết. Cố gắng vận động kêu gọi bảo vệ thiên nhiên, động vật. Nên tháng 6 này Tuân sẽ qua Mỹ để bơi vượt biển nước lạnh ở San Francisco 5 độ C. Giờ cũng phải rèn luyện rất nhiều, bơi trong nước lạnh từ tối tới sáng, vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua nỗi khó khăn. Nếu Tuân không cứu thiên nhiên và động vật, các bạn chịu cứu giùm không? Mà nếu các bạn cũng không muốn cứu, không muốn trở thành người cá, thì làm ơn ủng hộ Tuân nhiều nha, chứ không là tận thế thật đó. Các đường giải cứu động vật ở Việt Nam của Tuân mấy năm nay dường như không hiệu quả, nên Tuân phải tiếp tục rèn luyện bản thân ở cái độ tuổi như thế này. Đáng lẽ là chuyên gia thiết kế website và phần mềm cho thế giới là ngon lành lắm chứ, không phải dạng vừa đâu. Cứu động vật riết mà không còn thời gian quan tâm đến người thân. Nhưng làm người mà có được cuộc sống hưởng thụ thì lại sinh bệnh tật và phiền não. Nên thôi, việc cứu động vật và thiên nhiên vẫn phải ưu tiên hàng đầu đối với một người cá thật sự.